Rồi bây giờ bạn gái mình đi làm giờ hành chính thì rồi mình có đưa đón bạn gái mình được không? Vậy tí nữa anh sẽ chở em về ha. Đối với em á, tình yêu á là chỉ có hai thứ em quan trọng nhất thôi. Đó là sự chân thành và sự tôn trọng nhau. Em là một người rất là thích nấu ăn, vậy sau này không biết là anh có thể phụ em nấu ăn được không ạ? Trời, cái điều đó là chắc chắn rồi, tại vì anh nấu ăn cũng ngon. Tuổi tác nó chỉ là con số thôi, quan trọng nhất là tình yêu. Dạ, nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một. Em có một trong hai cái đó đó. Thích quen một cô gái trẻ con hay là chững chạc? Anh nghĩ là chững chạc. Nhưng mà nếu lâu lâu có trẻ con xíu thì có được không anh? Chỉ hai người thì dễ thương đúng không? Lúc đó chỉ có hai người thì em muốn trẻ con như thế nào cũng được á. Cuộc tình dài nhất là bao lâu? Tháng rưỡi. Tháng rưỡi là dài. Tháng rưỡi là dài, dài nhất rồi anh. Thế thì 5 năm dài á. Sao? Nhẹ nhẹ quá em. Nhẹ. Từ. Cẩn thận. Ôi, anh sau chương trình em sẽ giảm cân. Thành công